xin chào tất cả các sếp và đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên đang theo dõi video của Andrew Tricker. Một mùa thi nữa lại sắp đi đến nơi rồi và tất cả chúng ta đều phải đối diện với lại một cái cơn ác mộng mang tên là ôn thi. Ôn thi. Vậy thì lấy thời gian đâu ra mà để cày danh bạch kim? Lấy thời gian đâu ra mà để đi chơi với gấu chó? Làm trôi giữa trời. Và quan trọng nhất ấy là lấy thời gian đâu ra mà để cày view cho sếp? Nhưng không phải lo, bởi vì trong video lần này thì Andrew Tricker sẽ giới thiệu cho các bạn một cách, à không, tận 6 cách để chúng ta có thể vượt qua một kỳ thi một cách đơn giản như là ăn cháo vậy. Và không những là vượt qua kỳ thi mà chúng ta hoàn toàn có thể đạt được những con điểm rất là cao, hoàn toàn có thể là đạt được những danh hiệu cao quý như là học sinh tiên tiến hay là học sinh xuất sắc. Vậy thì 6 cách đó là gì? Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi video lần này của Andrew Tricker nhé. Để chuẩn bị cho loại tài liệu thứ nhất thì chúng ta cần những dụng cụ như sau. Thứ nhất đó là một cái kéo, thứ hai là một quyển vở. Và thực ra là gọi là quyển vở nhưng mà mình chỉ cần một số tờ giấy mà nó trắng như thế này thôi. Hai cái bút, một cái bút màu xanh, một cái bút màu đỏ. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện cách để làm cái tài liệu này nhé. Rồi, ok. Hồi cấp 3 mình rất là thích làm tài liệu và đây là một số cái tài liệu của mình. Đấy, muốn khoe cho các bạn xem luôn. Đây là trang thứ nhất nha. Rồi, sau khi mà mình đặt lên là trang thứ hai. Gặp cái này lại là trang thứ hai này. Trang thứ hai, sau khi đọc xong trang thứ hai rồi thì đến trang thứ ba. Trang thứ ba là nó sẽ như thế này. Tiếp tục lại mở lên. Gặp thế này là trang thứ tư. Rồi việc muốn lên trang thứ năm thì như thế nào? Đến đây á thì đã hết cái tờ giấy rồi. Chúng ta sẽ lật phía dưới này lên. Ok, đây là trang thứ năm. Thế nào, mình phải gặp thế này. Mình luôn luôn để nó ở trong cái tình trạng là nhỏ nhất để không bị phát hiện. Tiếp tục lật lên là trang thứ 6. Mình lại lật lên tiếp. Rồi lại gặp lại là trang thứ 7. Đây là trang thứ 8, trang cuối cùng. Mình có rất là nhiều, tài liệu. Từ cái hồi xưa đến giờ, từ hồi học cấp 3 đến giờ. Đấy, nhiều lắm. Đây, một đống nữa đây. Đây là theo chiều ngang. Chiều ngang thì cũng thế thôi, cũng giờ kiểu vậy thôi. Hello các bạn, tất cả chúng ta khi đi học thì đều phải có những cái máy tính như thế này đúng không? Những cái loại máy tính này thì đều có một công dụng rất là tốt, đó chính là để chép tài liệu. Phải chép tài liệu vào cái máy tính này như thế nào? Mở cái máy tính này ra và chúng ta sẽ thấy ở đây sẽ có một cái khoảng khá là trống. Chúng ta sẽ chép một cái tài liệu, một tờ tài liệu nó như thế này. Rồi chúng ta sẽ bỏ vào đây acid abocic gì đây, sử dụng nó với một cái lọ hồ nó như thế này. Rồi dán thì rất dễ thôi. Đây. Và các bạn nhớ nhá, tại vì ở sau cái máy tính ấy nó có dán một cái gọi là công thức của máy tính. Thế là mình khỏi lo là đến sau bóc ra nó sẽ bị loang lổ nhá. Cứ yên tâm, bóc ra rất là dễ luôn. Nếu mà bạn nào còn muốn bổ sung thêm á thì đây có một tờ công thức hóa học, mình có thể dán ở trên đây được. Tại vì dán ở trên đây thì sẽ khá là khó dở vì nó ở cao quá, có thể là dễ bị phát hiện. Sau khi mà dán xong rồi chúng ta sẽ để cho nó khô. Gài máy tính vào như thế này. Sau khi đã gài máy tính như thế này rồi thì chúng ta sẽ giờ như thế nào? Chúng ta có thể là mở cái này lên, quan sát theo dõi, nhìn được cái chữ gì thì mình sẽ ghi vào. Đây. Mình lại hạ xuống. Nó sẽ đi xuống, mình lại hạ xuống. Sau mình lại kéo lên. Với những bạn nào tham lam thì có thể viết lên trên đây nữa. Nhưng mà viết lên trên đây là cẩn thận là kẻo bị phát hiện đấy nha. Đấy, rất là dễ chết vỡ mồm luôn. Còn bình thường ấy thì chỉ nên thế này thôi, đừng tham lam quá. Cầm thế này, mình phải làm thao tác nhanh vào. Tính. Và khi mà rắn thị đi xuống là mình phải thao tác nhanh. Thì cái máy tính này cũng vậy. Mình cũng đã làm sẵn một cái tài liệu. Cái này là cái mình làm mới đây nhất. Cái này là môn ở đại học. Mình cũng chưa chẳng nhớ là môn gì nữa. Tại vì đây lại là một môn ở đại học, mình cũng không nhớ nó là môn gì nữa. Ok, chúng ta sẽ có những cái tài liệu rất là bá đạo đúng không? Chỉ cần một động tác trượt nát rất là sanh điệu thì chúng ta đã có cả rừng kiến thức ở đây rồi. Các bạn có thể thấy tất cả những kiến thức gì mà học thì mình có thể ghi vào đây hết. Đây là một cái chiêu thức làm phao mà mình cá là ít thằng làm được lắm, ít người làm được lắm. Này mình nghĩ ra nát óc luôn. Xong rồi hồi mình đi học cấp 3 mình làm thôi, mấy thằng ngồi bên cạnh cũng làm theo. Xong đến lúc bị bắt được, thế là thầy đi thầy thu từng cái máy tính luôn, xem từng cái máy tính luôn. Kết quả là bị không điểm hết. Đấy, chết chơi dại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một loại tài liệu, loại phao nữa, có tên là phao thước. Để làm được loại phao này thì chúng ta
cần có một số các vật dụng như sau: hai cái thước giống nhau y như đúc, một lọ hồ giá, một băng keo, hai cái bút màu xanh màu đỏ, có thể có nhiều hơn, một tờ giấy để ghi tài liệu lên đây và một cái kéo. Thì bây giờ bước đầu chúng ta sẽ làm gì? Cắt cái tờ giấy này ra, cắt làm đôi. Các bạn nhớ cắt làm đôi nhé, cắt thật đẹp vào nhé. Giả sử đây là hai tờ tài liệu của chúng ta, em yêu cô giáo thì cô rất đẹp. Nếu cô bắt được em quay bài thì cô tha thứ cho em nhé cô. Cộng thêm một cái trái tim nồng cháy vào đây nữa. Đấy, trái tim màu đỏ luôn, to luôn, đẹp. Và sau khi chúng ta đã có hai tờ tài liệu rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ lấy cái thước này vô, lấy nó ra, mở nó ra, bóc tem nó ra. Giờ mình sẽ lấy hồ mình phết và mình dán lên cái này. Xong ra này, tích mệnh, đã nào. Chúng ta không nên phết hồ lên giấy nha, chúng ta không nên phết hồ lên giấy. Chúng ta, úi dồi ôi, nhiều quá rồi, chết rồi. Chúng ta nhiều nãy. Nhảy VL. Nếu bạn nào không có hồ thì ta có thể lấy những cái tương tự như hồ để chúng ta dán vào cái này. Ok. Rồi chúng ta sẽ lật ngược nó lại như thế này và để trừ một cái khoảng trống cỡ khoảng 1 đến 2 mi. Hello, trên tay mình đây đang là một cái đề cương ôn tập lịch sử lớp 12 và tổng cộng của nó thì có 19 tờ. Mình đã đi ra ngoài tiệm photo và nhân bản nó ra thành một cái quyển bé tí tì tì như thế này. Cái quyển này rất là lợi hại, có tất cả các cái nội dung luôn và nó chỉ bé thế này thôi. Mình bỏ cái bấm này ra, sau đó thì mình bỏ từng tờ vào từng túi một, nhưng mà phải nhớ là bài nào ở túi nào. Sau đó thì đến lúc đấy thấy bài nào thì mình chỉ cần rút cái tờ đó ra thôi, mình gấp nhỏ nhỏ lại và mình sử dụng. Nhưng mình thực sự là cũng không đánh giá cao cái phương pháp quay bài này, thì nó cũng không phải là một cái gì đó mới mẻ lắm. Cái cách này thì đã được sử dụng từ cái thời Napoleon đến giờ rồi. Và thường là mấy cái tên mà sử dụng cái loại tài liệu này thì hay bị bắt lắm. Thường là mình thấy bị bắt khi nào cũng bị bắt mấy cái này hết đấy. Nhiều khi là phải ở lại thêm một năm nữa học để rất là tốn tiền cha mẹ. Thì cũng từ cái loại tài liệu số 5 này, mình mong muốn giới thiệu các bạn một cái loại tài liệu số 6. Mình có thêm một cái vật dụng nữa, đó chính là cái cuộn băng keo này. Thì mình sẽ kết hợp như thế nào từ cái cuộn băng keo này với lại cuốn tài liệu bé CC này. Bài nào mà hay ra nhỉ? Liên Xô và các nước Đông Âu, các nước Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Ấn Độ, nước Mỹ nha. Nói chung là giờ mình lớn rồi, mình thấy lịch sử học cũng dễ thôi, mà sau hồi cấp 3 mình thấy học khó kinh khủng luôn đấy. Hồi cấp 3 cực kỳ sợ môn này luôn. Nhưng mà bây giờ mình thấy là thực ra để mà làm được điểm cao thì cũng chỉ có mấy cái gạch đầu dòng thôi. Mà mấy cái gạch đầu dòng nó thì học rất là nhanh. Cũng có thể là càng lớn lên thì đầu óc của con người ta càng giỏi hơn. Nhưng mà đến bây giờ mà bảo học mấy môn toán thì lại không học được. Học mấy môn toán lý hóa rất là khó. Sau đó chúng ta sẽ được một miếng như thế này. Thì bây giờ với một cái miếng như thế này thì chúng ta sẽ làm gì? Để thế này mà dở hả? Không, nếu mà để thế này dở là bị bắt liền ngay lập tức. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để tạm ở đây đã. Rồi các bạn nhìn nhá, để tạm ở đây.
Và ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái hộp đựng nước. Các bạn có thể thấy là vào đây là cái tờ tài liệu đã được dán của mình. Thì bây giờ mình sẽ nhúng cái tờ này vào nước này. Mình cứ ngâm cho nó mềm ra, sau rồi mình vò này là cái giấy nó sẽ tự rớt ra. Và đây là sản phẩm mà chúng ta nhận được cho các bạn. Rất là rõ nét, chữ vẫn còn y nguyên. Xem thử là chữ nó còn nguyên hay không. Thì bây giờ mình sẽ dán lên đây nha. Và có thể là chúng ta sẽ dán được ở rất là nhiều nơi. Ví dụ như là ở chai nước chẳng hạn này, hay là ở bất cứ đâu, máy tính cũng được, máy tính cũng có thể dán được. Nếu mà các bạn dính vào trên bàn thì chắc chắn là nó lại càng thêm cái phần khó phát hiện nữa. Các bạn dán vào bàn màu nâu, những cái bàn mà bàn gỗ ở trên lớp của chúng ta thì sẽ rất là khó để người ta có thể phát hiện ra được. Ta-da! Và vừa rồi là 6 cách để chúng ta có thể dở tài liệu hay là quay bài, vượt qua cái kỳ thi lần này một cách vô cùng là dễ dàng. Nhưng thực ra cái thông điệp mà mình muốn gửi gắm tới tất cả các bạn thông qua cái video lần này, đó chính là việc dở tài liệu hay là việc quay bài, đó là một việc xấu xa, bị ổi, vô liêm sỉ, mất nhân đạo, mất nhân tính mà chúng ta hoàn toàn không nên thực hiện. Chúng ta chỉ nên thực hiện hành vi là chép tài liệu mà thôi. Gì mà xoắn tê nhỉ? Thực ra chép tài liệu rất là tốt. Tại vì khi mà chúng ta giả sử như là hôm sau đi kiểm tra mà không có dở được tài liệu, tại vì giám thị rất là khó đi chăng nữa, thì chúng ta ít ra thì chúng ta cũng đã đọc qua bài một lần rồi, chúng ta đã chép nó vào giấy một lần rồi, thì chúng ta ít nhất cũng nhớ được một số kiến thức nhỏ nhỏ tí tí rồi, ghi được 1 đến 2 ý rồi. Nhưng mà 1, 2 ý đó có thể giúp các bạn qua được môn, đỡ bị điểm liệt, đỡ bị ở lại lớp, đỡ được biết bao nhiêu tiền bạc của gia đình, của bố mẹ. Hãy là một người dở tài liệu, có trí thức và thông minh. Và sắp đến kỳ thi rồi, chúc các bạn có một kỳ thi thật là tốt này, và sẽ không bị rớt môn, không bị ở lại, đặc biệt là không bị bắt tài liệu. Nhưng mà các bạn dở, bớt cày danh, bớt cày view, bớt gấu chó đi một tí, tập trung vào ôn bài rồi nha. Nếu mà có dở tài liệu ấy, cẩn thận, đừng bị bắt đấy nha. Rồi, bye. Oh.